Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 4 bài 172, luyện tập trung. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập số 1. Số dân của 4 tỉnh theo số liệu của năm 2011 được cho trong bảng sau. Ở đây, tỉnh Hà Giang có số dân là 746.300, tỉnh Quảng Bình có số dân là 853.000, tỉnh Ninh Thuận có số dân là 569.000. Và tỉnh Cà Mau có số dân là 1.214.900. Tên các tỉnh có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều trong bảng trên là. Thì để viết được tên các tỉnh có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều thì chúng ta cần phải so sánh được số dân của các tỉnh trong bảng trên và sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở đây số dân của tỉnh Hà Giang, Quảng Bình, Ninh Thuận đều có 6 chữ số. Số dân của tỉnh Cà Mau có 7 chữ số, cho nên số dân của tỉnh Cà Mau là lớn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh 3 số còn lại, đó là số dân của tỉnh Hà Giang, Quảng Bình, Ninh Thuận. Ở đây, do số dân của tỉnh Hà Giang, Quảng Bình, Ninh Thuận có 6 chữ số, cho nên chúng ta sẽ so sánh từng chữ số 1 của 3 số này theo thứ tự từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta so sánh chữ số đầu tiên của 3 số theo thứ tự từ trái sang phải. Số 746.300, chữ số đầu tiên theo thứ tự từ trái sang phải là chữ số 7. Số 853.000, chữ số đầu tiên theo thứ tự từ trái sang phải là chữ số 8. Số 569.000, chữ số đầu tiên theo thứ tự từ trái sang phải là chữ số 5. Ở đây 5, sau đó đến 7, đến 8. 5 bé hơn 7, 7 bé hơn 8, cho nên tên các tỉnh có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều trong bảng trên là: đầu tiên ít nhất là Ninh Thuận là 569.000, sau đó đến Hà Giang 746.300, tiếp theo là Quảng Bình 853.000 và lớn nhất là Cà Mau 1.214.900. Do đó tên các tỉnh số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều trong bảng trên là Ninh Thuận, Hà Giang, Quảng Bình và Cà Mau. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2 tính. Câu A: 4/7 cộng với 5/14 và trừ 1/2 bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có một nhận xét đầu tiên là 3 phân số này không cùng mẫu số, cho nên để thực hiện được phép tính thì chúng ta cần phải quy đồng mẫu số của 3 phân số này, đưa 3 phân số này về dạng 3 phân số mới có chung mẫu số. Đầu tiên chúng ta nhận thấy số 14 chia hết cho 7 và chia hết cho 2, cho nên chúng ta sẽ chọn 14 là mẫu số chung. Khi chọn 14 là mẫu số chung thì phân số 5/14 chúng ta giữ nguyên, chúng ta không cần phải quy đồng, và chúng ta sẽ quy đồng hai phân số còn lại, đó là 4/7 và 1/2. Đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số của phân số 4/7 bằng cách lấy mẫu số chung là 14 chia cho mẫu số của phân số 4/7, tức là chia cho 7, thì 14 chia cho 7 bằng 2. Sau đó chúng ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 4/7 với 2. Thì đây tử số là 4 nhân 2 bằng 8, mẫu số là 7 nhân 2 bằng 14. Tiếp theo, phân số 5/14 chúng ta giữ nguyên, chúng ta không cần phải quy đồng bởi vì nó đã có mẫu số là 14. Tiếp tục chúng ta quy đồng mẫu số của phân số 1/2 bằng cách lấy mẫu số chung là 14 chia cho mẫu số của phân số 1/2, tức là chia cho 2, thì 14 chia cho 2 bằng 7. Sau đó chúng ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 1/2 với 7, thì tử số chúng ta có 1 nhân 7 bằng 7, mẫu số chúng ta có 2 nhân 7 bằng 14. Bây giờ chúng ta có 3 phân số mới: 8/14 cộng 5/14 trừ 7/14. Thì để thực hiện các phép tính này thì chúng ta chỉ việc lấy các tử số cộng trừ với nhau, mẫu số chính là mẫu số chung. Thì chúng ta thực hiện phép tính như sau: tử số chúng ta lấy 8 cộng 5 trừ 7, mẫu số chính là 14. Thì 8 cộng 5 bằng 13, 13 trừ 7 bằng 6. Chúng ta có tử số là 6 và mẫu số là 14.
6 phần 14 là một phân số chưa tối giản, bởi vì 6 và 14 đều chia hết cho 2. Cho nên chúng ta sẽ chia cả tử số và mẫu số của phân số 6 phần 14 cho 2 thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Như vậy, tử số là 6 chia 2 bằng 3, mẫu số là 14 chia 2 bằng 7. Do đó kết quả cuối cùng của câu A là bằng 3 phần 7. Tiếp tục, chúng ta sang câu B. Câu B chúng ta có phép tính 9 phần 17 cộng với 9 phần 34 nhân với 2 phần 3 bằng bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta coi việc thực hiện các phép tính này như là một việc tính giá trị của một biểu thức. Biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép nhân. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên là thực hiện phép nhân trước, sau đó thực hiện phép cộng sau. Điều này có nghĩa là 9 phần 17 chúng ta giữ nguyên, tạm thời chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép tính 9 phần 34 nhân với phân số 2 phần 3 trước. Thì ở đây chúng ta có tử số là 9 chia hết cho mẫu số là 3 thì 9 chia cho 3 bằng 3. Do 9 là số bị chia nằm ở tử số cho nên kết quả là bằng 3, chúng ta sẽ để ở tử số. Tiếp tục, chúng ta có mẫu số là 34 chia hết cho tử số là 2, 34 chia cho 2 bằng 17. Mẫu số là 34 nằm ở vị trí là mẫu số cho nên kết quả bằng 17, chúng ta sẽ để số 17 ở mẫu số. Như vậy 9 phần 34 nhân với 2 phần 3 thì tử số chúng ta có 9 chia 3 bằng 3, mẫu số chúng ta có 34 chia 2 bằng 17, tử số là 3 và mẫu số là 17. Bây giờ chúng ta có 9 phần 17 cộng với 3 phần 17 thì phép tính đã được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách lấy tử số cộng tử số, mẫu số chính là mẫu số chung. Tử số là 9 cộng 3 bằng 12 và mẫu số chính là 17. Như vậy kết quả cuối cùng của câu B bằng 12 phần 17. Tiếp theo chúng ta sang câu C. Câu C chúng ta có phép tính 5 phần 9 nhân với 3 phần 10 và chia cho 7 phần 12 bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có mẫu số là 9 chia hết cho tử số là 3 thì 9 chia cho 3 bằng 3. Kết quả bằng 3 chúng ta sẽ viết ở mẫu số. Tiếp tục, chúng ta có 10 là mẫu số chia hết cho 5 là tử số, 10 chia cho 5 bằng 2 và kết quả bằng 2 chúng ta sẽ viết ở mẫu số. Như vậy tử số chúng ta chỉ còn lại là 1 và mẫu số chúng ta còn lại là 3 nhân với 2 bằng 6. Do đó chúng ta sẽ có 1 phần 6 chia cho 7 phần 12. 1 phần 6 chia cho 7 phần 12 thì để thực hiện phép chia giữa hai phân số với nhau, chúng ta sẽ lấy phân số bị chia là 1 phần 6 nhân với phân số chia là 7 phần 12 đảo ngược thành 12 phần 7. Bây giờ chúng ta có tử số là 12 chia cho mẫu số là 6, 12 chia cho 6 bằng 2 và kết quả bằng 2 chúng ta để ở tử số, mẫu số còn lại là 7. Như vậy kết quả còn lại sẽ là 2 phần 7. Chúng ta sang bài tập số 3, tìm x. Câu A, x trừ 5 phần 6 bằng 2 phần 3. Ở đây x đóng vai trò là một số bị trừ, thì muốn tìm số bị trừ của một hiệu, chúng ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Cụ thể ở đây chúng ta có x sẽ bằng hiệu là 2 phần 3 cộng với số trừ là cộng với 5 phần 6. Thì việc còn lại là chúng ta sẽ thực hiện phép tính 2 phần 3 cộng với 5 phần 6 bằng bao nhiêu. Ở đây chúng ta nhận thấy 6 chia hết cho 3 cho nên chúng ta sẽ chọn 6 làm mẫu số chung. Thì như vậy chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của phân số 2 phần 3 bằng cách lấy mẫu số chung là 6 chia cho mẫu số của phân số 2 phần 3, tức là 6 chia cho 3 bằng 2. Sau đó chúng ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 2 phần 3 với 2. Thì tử số chúng ta có 2 x 2 bằng 4, mẫu số chúng ta có 3 x 2 bằng 6. Như vậy chúng ta sẽ có 4 phần 6 cộng với 5 phần 6. Đây là một phép cộng giữa hai phân số cùng mẫu số. Cho nên để thực hiện chúng ta chỉ việc lấy tử số cộng tử số, mẫu số chính là mẫu số chung. Tử số 4 cộng 5 bằng 9 và mẫu số là 6. X bằng 9 phần 6 thì 9 phần 6 là một phân số chưa tối giản bởi vì 9 và 6 đều chia hết cho 3. Cho nên chúng ta sẽ rút gọn phân số 9 phần 6 bằng cách chia cả tử số và mẫu số của phân số này cho 3. Thì tử số chúng ta có 9 chia cho 3 bằng 3. Mẫu số chúng ta có 6 chia cho 3 bằng 2. Như vậy kết quả cuối cùng là x bằng 3 phần 2. Tiếp theo chúng ta sang câu B. Câu B chúng ta có x chia cho 2 phần 5 bằng 10. Ở đây tìm x tức là tìm số bị chia của một thương.
Muốn tìm số bị chia của một thương, chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Như vậy x sẽ bằng thương là 10 nhân với số chia là 2/5. Ở đây chúng ta nhận thấy 10 chia hết cho 5, 10 chia cho 5 bằng 2. Cho nên chúng ta sẽ có 10 nhân với 2/5 sẽ bằng tử số là 2 nhân với 2 và mẫu số là 1. Thì như vậy x sẽ bằng 2 nhân 2 bằng 4. X bằng 4 là kết quả cuối cùng. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập số 4. Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp, biết tổng của 3 số đó là 198. Thì 3 số tự nhiên liên tiếp, tôi ví dụ như là 5, 6, 7. 5, 6, 7 chính là 3 số tự nhiên liên tiếp. Hoặc là 7, 8, 9. Hoặc là 11, 12, 13. Đấy là chính là 3 số tự nhiên liên tiếp. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm 3 số tự nhiên liên tiếp, biết tổng của 3 số đó bằng 198. Thì chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Chúng ta gọi A là số bé nhất trong 3 số. A là số bé nhất trong 3 số thì chúng ta sẽ có 3 số tự nhiên liên tiếp là A. Số tiếp theo sẽ lớn hơn A một đơn vị là A cộng 1. Và số thứ 3 sẽ lớn hơn A 2 đơn vị, có nghĩa là A cộng 2. Thì như vậy 3 số tự nhiên liên tiếp đó là A, A cộng 1 và A cộng 2. Tổng của 3 số bằng 198, cho nên chúng ta sẽ có A cộng với A cộng 1 cộng với A cộng 2 bằng 198. Thì ở đây chúng ta có 3 số A, cho nên chúng ta có thể viết gọn lại thành A nhân với 3 lần. A nhân với 3 lần. Sau đó cộng với 1 cộng với 2 thì 1 cộng 2 bằng 3. Thì chúng ta sẽ viết gọn lại là A nhân với 3 cộng với 3 bằng 198. Bài toán bây giờ đã được đưa về dạng là tìm A, biết A nhân với 3 cộng 3 bằng 198. Thì như vậy, ở đây chúng ta coi A nhân với 3 là một số hạng. Thì muốn tìm A nhân với 3 thì chúng ta chỉ việc lấy tổng là 198 trừ đi số hạng đã biết, tức là trừ đi 3. Thì 198 trừ đi 3 bằng 195. Như vậy A nhân với 3 bằng 195. Muốn tìm A tức là tìm một thừa số chưa biết của một tích. Và muốn tìm thừa số chưa biết của một tích, chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết, tức là lấy 195 chia cho 3. Thì A sẽ bằng 195 chia cho 3 và bằng 65. Như vậy số thứ nhất là 65, số thứ hai sẽ là 66 và số thứ ba sẽ là 67. Chúng ta có 3 số đó là 65, 66, 67 và có đáp số là 65, 66, 67. Tiếp tục chúng ta sang bài tập số 5. Một lớp có 33 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng 4/7 số học sinh gái. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai? Thì ở đây người ta không yêu cầu chúng ta tìm số học sinh gái mà chỉ yêu cầu chúng ta tìm số học sinh trai thôi. Một lớp có 33 học sinh, tức là chúng ta biết tổng số học sinh trai và số học sinh gái của lớp là bằng 33. Số học sinh trai bằng 4/7 số học sinh gái, điều này có nghĩa là tỷ số giữa số học sinh trai và số học sinh gái là 4/7. Như vậy bài toán thuộc dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Nhưng ở đây người ta chỉ yêu cầu chúng ta tìm số học sinh trai, cho nên chúng ta không cần phải tìm số còn lại, đó là số học sinh gái làm gì. Thì như vậy chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Số học sinh trai bằng 4/7 số học sinh gái, cho nên số học sinh trai sẽ được biểu thị bằng 4 phần bằng nhau và số học sinh gái được biểu thị bằng 7 phần. Như thế chúng ta có sơ đồ số học sinh trai là 4 phần, số học sinh gái là 7 phần, tổng số học sinh là 33 học sinh. Đầu tiên, theo sơ đồ, chúng ta có tổng số phần bằng nhau là 4 phần của số học sinh trai cộng với 7 phần của số học sinh gái bằng 11 phần. 11 phần này có giá trị bằng 33, cho nên số học sinh trai của lớp đó sẽ là, chúng ta lấy giá trị của một phần là 33 chia cho 11, nhân với số phần của số học sinh trai là nhân với 4, thì 33 chia cho 11 bằng 3, và 3 nhân 4 bằng 12 học sinh. Và chúng ta có đáp số là 12 học sinh trai. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.